tháng 11 năm 2018, vài trăm người Công giáo miền Nam đã đến khu mộ của Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu tại Nghĩa Trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương để làm lễ giỗ lần thứ 55 cho hai ông này. Nhân đó, một số tổ chức, cá nhân chống đối đã mở chiến dịch truyền thông để ca ngợi cá nhân ông Diệm, ca ngợi và khẳng định tính hợp pháp của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ. Cụ thể, lễ giỗ vừa được nêu tổ chức vào trưa ngày 2 tháng 11 bởi 10 linh mục đồng tế. Trần Ban cho biết, ngoài linh mục dòng Chúa Cứu Thế như những năm trước, năm nay còn có linh mục các dòng Dominican và Don Bosco. Vài trăm người đến dự lễ đến từ nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang. Ngoài ra, một số Việt Kiều ở Mỹ và Úc cũng về dự. Các diễn biến của buổi lễ được tường thuật chủ yếu qua các trang tin Công giáo và Facebook cá nhân của những người đến dự. Chẳng hạn, trang Facebook tin mừng cho người nghèo đã quay livestream buổi lễ. Sau buổi lễ, Trần Bang, Nguyễn Pen và một cựu chiến binh giấu tên nói với RFA tiếng Việt rằng buổi lễ năm nay diễn ra thuận lợi hơn, ít bị nhà nước ngăn cản hơn. Cụ thể, người đến dự lễ chỉ phải xuất trình giấy tờ, chứ không bị ngăn cản đến dự hoặc bị phá ngang bằng tiếng ồn như những năm trước. Trong quá trình đưa tin về ngày giỗ, nhiều cá nhân chống đối cũng ca ngợi các ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và chế độ Việt Nam Cộng Hòa thời ông Diệm. Trái với luồng dư luận chủ đạo này, Dương Hòa Linh công kích chế độ Diệm là độc tài dựa trên hai điểm. Thứ nhất, Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa năm 1956 đã chỉ đích danh đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ độc tài ở 10 điểm. Hiến pháp phi dân chủ, quốc hội bù nhìn, không có tam quyền phân lập, không có pháp trị, đàn áp đối lập, bầu cử giả tạo, độc đảng, có tù chính trị, không có báo chí tư nhân, tước bỏ nhân quyền. Thứ hai, chế độ Diệm bị chống đối toàn diện từ tất cả tôn giáo ngoại trừ Công giáo, từ các đảng phái chính trị không cộng sản, đến quân đội và các tướng lãnh, từ người Mỹ đến cả Vatican cũng không ưa. Sau 2 ngày lễ giỗ, trang Lục Hoa tạp chí liên tục đăng lại 3 bài cũ về chế độ Việt Nam Cộng Hòa để tuyên truyền hai thông điệp. Thứ nhất, họ viết rằng nhiều tổ chức và định chế quốc tế đã công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia hợp pháp và độc lập, còn nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã gián tiếp công nhận điều đó khi thừa kế hoặc tiếp nhận tư cách thành viên của Việt Nam Cộng Hòa và các tổ chức định chế trên. Thứ hai, họ viết rằng nếu Việt Nam Cộng Hòa là một nước hợp pháp và độc lập, thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã xâm lược Việt Nam Cộng hòa. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, ông Ngô Đình Diệm đã dành mọi ưu tiên cho đạo Công giáo, đồng thời đàn áp mọi tôn giáo khác một cách rất nhiệt tình. Chẳng hạn Linh Mục Trần Tam Tĩnh nhận xét như sau: Ngô Đình Diệm chỉ chấp nhận một đảng duy nhất là đảng Cần Lao, được thành lập và khinh loát bởi ông em Ngô Đình Nhu, làm nòng cốt cho cái gọi là phong trào cách mạng quốc gia. Hệ tư tưởng của đảng này và của đảng phong trào Thuyết Vị Nhân, một trường đào tạo duy nhất tại Trung tâm Đào tạo Nhân vị do một người anh của Tổng thống là Giám mục Địa phận Vĩnh Long, Ngô Đình Thục sáng lập. Là người Công giáo hay không, tất cả công chức đều phải qua một khóa học tập ít nhất là một tháng tại đó. Các lớp học đều do các linh mục đảm nhiệm, nhồi nhét những khái niệm về nhân bản con người, được Thiên Chúa sáng tạo, giảng về những điều lầm lạc của Phật giáo, Khổng giáo và về các tội ác của Cộng sản. Dưới thời Ngô Đình Nhiệm, phần lớn các học bổng đi học nước ngoài đều rơi vào tay các linh mục hoặc sinh viên gia đình Công giáo. Mọi công chức đều phải dự lễ Giáng sinh, trong khi Phật tử không được treo cờ trong lễ Phật đản. Nhìn những ưu tiên đó, có thể hiểu vì sao các nhóm Công giáo bất mãn vẫn tổ chức lễ giỗ cho ông Diệm đến ngày nay. Nhưng khi họ tôn sùng một nhà độc tài, phải nghĩ kỹ xem họ thực sự muốn dân chủ, nhân quyền, công bằng hay chỉ lợi dụng những khẩu hiệu đó để thâu tóm quyền lực. Tiếp theo, hãy xem xét những quan điểm của nhóm Luật Hoa tạp chí rằng Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập bị xâm lược bởi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Khi đưa ra quan điểm này, dường như Luật Hoa tạp chí đã thừa nhận rằng nền độc lập của Việt Nam không lệ thuộc vào người Việt Nam mà lệ thuộc vào năm nước đứng đầu Hội đồng Bảo kê Liên Hợp Quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Với lối suy nghĩ này, Luật Hoa sẽ phải thừa nhận rằng chế độ Saddam Hussein là một nước độc lập bị Mỹ xâm lược vào năm 2003. Về phần mình, khi nhìn Mỹ ám sát ông Diệm để dựng nên ông Thiệu, chúng tôi không chắc là Việt Nam Cộng Hòa được độc lập khỏi nước Mỹ. Vậy dư luận đang chú ý đến các sóng truyền thông trên ở mức độ nào?